Zippo hút tàu và những điều cần biết. Zippo hút tàu là một trong những phiên bản đặc biệt của thương hiệu này. Nó được thiết kế phù hợp dành riêng cho những quý ông có sở thích hút tàu. Cùng Ambe xem video dưới đây để tìm hiểu thêm những kiến thức về dòng Zippo độc đáo này nhé! Tại sao gọi là Zippo hút tàu? Bật lửa Zippo hút tàu hay Zippo tàu được sản xuất với mục đích phục vụ cho những người dùng hút thuốc dạng tàu. Zippo tàu không có quá nhiều lựa chọn như những dòng khác. Nó hạn chế về mẫu mã, kiểu dáng cũng như chủng loại. Đặc điểm của dòng Zippo hút tàu. Điểm khác biệt duy nhất của dòng này so với các Zippo thông thường nằm ở bên trong thân buồng đốt. Nó được thiết kế thêm một lỗ tròn để bao bọc ngọn lửa. Nhờ đó lửa có thể truyền thẳng trực tiếp qua tàu, giúp châm tàu một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Zippo châm tàu có tia lửa đứng. Nó được thiết kế phù hợp với việc châm tàu. Nếu bạn sử dụng các sản phẩm thường thì không những khó châm cháy mà có thể gây ra cháy tàu nếu không cẩn thận. Nếu bạn muốn biến nó thành một chiếc Zippo thông thường cũng không quá khó. Nhà sản xuất đã thiết kế miếng kim loại đi kèm với thân Zippo để che chắn phần lỗ khí này. Bạn chỉ cần trượt ngón tay cái dưới mép hai đầu và nhấc phần nắp ống khói của ruột lên là có ngay phiên bản như bao dòng khác. Trên thân mỗi chiếc Zippo tàu thường có hình in cây tẩu thuốc hoặc người cầm cây tẩu. Đây có thể coi là đặc điểm nhận dạng nhanh chóng của phiên bản này. Giá Zippo tàu trên thị trường. Nhìn chung một chiếc Zippo tàu có giá từ 600.000 đến 1 triệu đồng tùy vào mẫu sản phẩm. Ngày nay, Zippo tàu như vật bất ly thân của nhiều người và được xem như lá bùa may mắn cho bản thân họ. Ngoài ra, nó còn nằm trong danh sách top những bật lửa được lựa chọn làm quà tặng ý nghĩa nhất. Bạn có thể mua tặng cho sếp, cho bạn bè hay người thân của mình vì đây là món quà hoàn hảo và dễ khiến người khác cảm kích. Nếu bạn yêu thích dòng bật lửa này hay muốn tìm hiểu về các phiên bản Zippo thì đừng ngại liên hệ với Ambe. Chúng mình luôn sẵn sàng tư vấn và giúp bạn lựa chọn chiếc bật lửa phù hợp nhất với phong cách của bạn. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Ambe. Nhớ nhấn nút đăng ký bên dưới và xem thêm các video mới để ủng hộ shop nhé!